Hey, mình là Sơn, cô đi ạ, Chào các bạn. Thời điểm này là thời điểm rất là nhiều người đang dục dịch chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, đối với những con dân đã học tây nhận như chúng ta ấy, đây là cái thời điểm mà chúng ta vừa mới biết điểm xong và chúng ta đang dục dịch chuẩn bị cho kỳ thi tháng 7 năm nay. Đó là cái thứ chúng ta đang chuẩn bị đúng không? Đó là cái mục tiêu mà chúng ta hướng tới. Và nhất là với những bạn đang học N3, N2, N1 Nhiều bạn vẫn chưa có một cái lộ trình rõ ràng Chưa một cái có một cái bản đồ mình đi theo hướng nào để đi đến cái mục tiêu này. Hoặc là có rồi, tuy nhiên nó vẫn chưa rõ ràng, nó vẫn chưa logic, nó vẫn chưa hiệu quả. Thế nào là hiệu quả? Hiệu quả là trong tổng thời gian chúng ta học được thì chúng ta phân bổ thời gian học vào đâu để đạt được cái kết quả là nhiều nhất. Đó. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái lộ trình mẫu cho các bạn để các bạn tham khảo và đảm bảo logic đảm bảo hiệu quả cho các bạn. Nhé. Đây. Các bạn đây là cái gì ạ? Chúng ta đang ở đây đúng không ạ? Đây là thời điểm cuối tháng 1 Tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 Và đầu tháng 7 là chúng ta phải thi rồi ạ Và ở dưới mình chia là ba dạng thí sinh Dạng thứ nhất là dạng các bạn đã đỗ Đã đỗ cái level trước với số điểm trên 120 điểm Tức là các bạn đã nắm được cái kiến thức cơ bản khá là chắc rồi Ừ. Tất nhiên nói là 120 điểm nhưng bình thường không phải là quá chắc đâu. Ví dụ tầm trên 130, 40, 150 thì mới gọi là rất chắc. Nhưng mà ok, trên 120 là ồ oh, mà ok. Đó là trình độ thứ nhất. Thứ hai là go các tỉ Tức là những bạn vừa đủ điểm đỗ hoặc trên điểm đỗ 5 điểm, 10 điểm, 15 điểm gì đó cho đến 120 điểm. Đó. Đỗ nhưng mà hơi um, kiểu um, này đó. Và thứ ba là những bạn trượt Với những bạn trượt thì có hai loại Thứ nhất là với những bạn trượt Mà còn tận trên 10 điểm nữa mới đỗ Thì những bạn này thì mình khuyên thật là Các bạn hãy để học lại Kỹ lại cái trình độ đó Và thi lại một lần Thứ hai là những bạn mà Còn một vài điểm nữa 5 điểm nữa hay max là 10 điểm nữa Thì, thì là chúng ta đỗ rồi thì và, và hơn nữa chúng ta rất là muốn đỗ cái trình độ tiếp theo Để chúng ta có lợi khi đi xin việc để chúng ta uh, có lợi khi mà đi xin học bổng của trường chẳng hạn đó bằng cái, chúng ta vẫn không muốn học lại mà chúng ta muốn học trình độ tiếp theo thì mình cũng để ở đây cho các bạn mình sẽ đưa cho các bạn một lộ trình ý đấy nhé đầu tiên với những bạn trên 120 điểm này thì chúng ta vẫn nên dành khoảng từ 1 tuần 2 tuần tốt nhất là 2 tuần đầu tiên ạ làm gì ạ Fukushu ôn lại kiến thức của trình độ cũ Đỗ rồi nhưng mà chúng ta vẫn chưa Chưa biết hết được, vẫn chưa thông thạo hoàn toàn trình độ đấy đâu Chúng ta vẫn còn nhiều thứ chúng ta quên Hãy học lại ạ ừ. Đây mình gọi là thời gian phục cư siêu ạ Chữ phục cư ở đây Đó Tiếp theo chúng ta dùng khoảng 4 tháng Đến khoảng cuối tháng 5 gì đó Học gì ạ? Từ vựng Gùi nhé chữ hơi sống một chút ngữ pháp này đọc hiểu và nghe hiểu ạ đó và còn khoảng hơn một tháng cuối cùng thì đương nhiên là chúng ta sẽ làm bài test hay là gọi là làm mock test những bài thi thử Đấy từ từ nhá các bạn đừng những bạn nào ở trên 120 điểm mà nhìn lại ok thôi tôi biết lộ trình rồi tôi tôi không xem nữa không phải cuối video còn rất là nhiều chú ý cho các bạn và cái chú ý đấy nhiều khi nhiều bạn cũng không biết và làm sai cái đấy nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái lộ trình của chúng ta và khiến nhiều bạn gọi là ra xịt sự tức là gặp những cái thất bại ở trong cái cái quá trình chúng ta học testo mugishiken đó đối với những bạn ghi đi ghi đi đỗ thì sao không phải là hai tuần nữa chúng ta ghi đi ghi đi tức là cái trình độ cũ chúng ta chưa chắc cho nên phần này nó phải là 3 tuần đến 4 tuần một tháng thế thì tiếp theo chúng ta như thế nào ạ có phải như thế này không ạ Thế nhưng mà nếu mà như thế này thì nó sẽ nảy sinh một cái vấn đề đó là cái thời gian học kiến thức cơ bản của trình độ tiếp theo ấy, của trình độ chúng ta thi tháng 7 ấy, nó sẽ bị ngắn đi. Ơ thế bây giờ phải làm sao ạ? Không phải như thế này mà nó sẽ như thế này. Cái thời gian này không được co đi và cái thời điểm này này bắt buộc các bạn phải ví dụ bình thường các bạn học 2 tiếng, 3 tiếng thì cái thời điểm này các bạn phải học 4 tiếng, 5 tiếng vừa ôn lại kiến thức của trình độ cũ và vừa học cái trình độ mới Chúng ta phải chịu thôi Vì sao? Vì kiến thức của chúng ta vẫn chưa chắc Nhưng mà chúng ta vẫn muốn thi đỗ đúng không ạ? Đó, thời điểm này là chúng ta phải học Cả hai Cả hai cái lộ trình ừ. Tiếp theo với những bạn Bị trượt ghi đi ghi đi mà vẫn muốn đỗ Thì cũng đơn giản thôi Nó cũng giống trên này Không phải là 3-4 tuần nữa Có thể là 5-6 tuần Ờ ừ. Nó sẽ như thế này Đó Ý Đây là cái lộ trình mình thấy khá là hợp lý Cho những bạn muốn đỗ Cái kỳ thi tháng 7 này Thế và khi các bạn ôn thi Thì có rất là nhiều chú ý Tuy nhiên ở đây mình sẽ chắt lọc ra 4 chú ý Hôm nay mình muốn truyền đạt đến các bạn Chú ý thứ nhất Đó là từ vựng ngữ pháp Mojigui các bạn học Bumbo các bạn học Học xong sẽ quên cho nên đừng có để cái thời gian học Mojigoi nó chỉ có nằm trong thời điểm này Mà các bạn học xong cái này, các bạn phải xác định là học xong mình sẽ quên Và mình phải phân bổ cái thời gian ôn lại cái chỗ này ở những giai đoạn sau này Các bạn hiểu không ạ? Ở những cái giai đoạn sau này Hay kể cả cái giai đoạn luyện đề trước khi thi chúng ta vẫn phải dở lại Có khi một ngày chỉ cần một tiếng thôi Một tuần chỉ cần một hai buổi thôi, một buổi thôi Ôn lại kiến thức này là câu chuyện hoàn toàn khác ạ nhiều khi cái phần này chúng ta rất là ngại khi mà ôn lại Vì sao ạ? Vì ôn lại chúng ta lại thấy là Ô, chúng ta lại quên cái này cái kia Nó rất là kimochi wa đùi khó chịu Nhưng chúng ta phải đối mặt với nó Thì các bạn sẽ nhớ những anh này rất là lâu Đó, nhá Ôn lại ở những giai đoạn sau cái anh uh, Từ vựng ngữ pháp Ok Né Tiếp theo, một cái chú ý nữa. Đó là những bài test. Bình thường đúng, không có gì sai cả. Chúng ta làm bài test vào trước khi chúng ta thi. Tuy nhiên, mình có một lời khuyên để cho các bạn học nó hiệu quả hơn. Đó là gì? Trong cái thời điểm chúng ta là học đọc hiểu, nghe hiểu hoặc thậm chí là học từ vựng ngữ pháp ở đây. Từ nửa giữa trở đi này, chúng ta nên sắp xếp ví dụ 2 tuần một buổi mock test thi thử hoặc có thể là lấy đề quá khứ thử làm thử những cái đề quá khứ thử xem. Làm thử những cái đề quá khứ ở đây. Để làm gì? Để biết xem mình đang ở đâu. Với cái trình độ mình học với kiến thức mình học xong ở đây, mình đang ở đâu? Đúng không? Chúng ta chạy marathon chúng ta không biết chúng ta đang ở giữa đường hay là gần về đích rồi đúng không? Và một cái ưu điểm nữa đó là chúng ta làm dần dần những cái bài test này thì chúng ta thấy cái điểm của chúng ta nó sẽ tăng nhích nhích nhích, nhích dần, dần 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 lên. Và đấy nó sẽ là một cái động lực Khiến chúng ta hào hứng khi mà học À, mình học và mình đang trưởng thành Mình đang dần dần là mình đang giỏi lên Đó Cái chú ý thứ ba Đó là chú ý Với những bạn nào khá là nhiều đấy Mình nghĩ là khá là nhiều Đối với những bạn nào đỗ Hay thậm chí đỗ cao Nhưng đọc hiểu thấp Nế, Thế nào là thấp? Đỗ rồi Nhưng đọc hiểu vẫn dưới 25 điểm Nè Mình nghĩ là khá là nhiều bạn và mình cũng cận nhận được rất là nhiều câu hỏi là Em đỗ rồi nhưng mà đọc hiểu em dưới 25 thì phải làm sao ạ? Thì các bạn phải tăng gấp những bạn nào dưới 25 điểm đọc hiểu của trình độ trước Hãy tăng gấp đôi thời gian đọc hiểu cho mình Tăng gấp đôi vào thời gian nào ạ? Thứ nhất là thời gian này Thời gian các bạn phục cư siêu lại trình độ cũ Thì trong thời gian này các bạn hãy đọc hiểu cả những cái bài đọc hiểu của trình độ cũ Nhiều lên Thứ hai này, khi các bạn học ở đây cảm học đọc hiểu và nghe hiểu ví dụ phần một tiếng đọc hiểu một tiếng nghe hiểu nhưng với những bạn đọc hiểu kém ấy thì xong cái đấy rồi chúng ta lại phải thêm một tiếng nữa để chúng ta học đọc hiểu tôi đọc hiểu sẽ học hai tiếng và nghe hiểu trong một tiếng thôi ví dụ như vậy với những bạn học hai tiếng một ngày đó trong đọc hiểu có khá là nhiều mẹo hay tuy nhiên để thực sự giỏi đọc hiểu ấy thì mình nghĩ là có hai cái thứ quan trọng nhất thứ nhất đó là chúng ta phải giỏi phải chắc từ vựng ngữ pháp tức là chúng ta xây nhà chúng ta phải chắc cái móng đã là cái này học thật chắc cái này và thứ hai đó là gì chúng ta phải tăng cái lượng đọc của chúng ta lên nhiều khi chúng ta đọc hiểu yếu là bởi vì chúng ta đọc chưa quen ừ, nhiều bạn bảo em đọc quen rồi quen là bao nhiêu một ngày em đọc được mấy bài đúng không ạ tức là chúng ta phải tăng lượng đọc hiểu lên nếu mà đọc hiểu kém và chú ý cuối cùng chú ý thứ tư đó là trong phần test này này hãy làm thật nhiều đề quá khứ, đề thi thật quá khứ ấy, ở trong thời điểm các bạn luyện đề này này hoặc là ở trong những thời điểm các bạn làm những cái đề giữa chừng như này tại vì sao ạ? vì những đề thi JVT từ 2015 trở về đây nó có một cái form khá là giống nhau nó hơi khác một chút so với những cái đề từ năm 2010 cho đến năm 2015 và khác hoàn toàn với cái form ra đề, cái cách ra đề trước những năm 2010 mình nhớ là hồi mình đỗ N2, N3 là những năm 2016 Ở ừ, đỗ N1 Năm 2017 Thì Cái form đề nó vẫn giống thời điểm bây giờ Và từ năm 2019 Hai năm trở lại đây thì nó có một hiện tượng xảy ra đó là Đề nó bị trùng Một vài câu ở trong đề thi quá khứ Và nhất là kỳ thi Tháng 12 vừa rồi Nó trùng khá là nhiều Điều này cũng có điểm tốt và cũng có điểm xấu Và uh, rất là nhiều bên Trong đó cả quả Dũng Moody đã yêu cầu bên ra đề là xem lại cách ra đề nếu mà nó bị trùng nhiều quá thì đâu còn là ý nghĩa của một kỳ thi đúng không? đó cho nên có thể biết đâu được không biết đâu được có thể là vẫn trùng nhưng cũng có thể là vào tháng 7 này đã không trùng một câu nào trong quá khứ nữa tuy nhiên mình vẫn khuyên các bạn nên làm đề quá khứ tại sao? bởi vì form đề nó vẫn chưa thay đổi và khi mà chúng ta nắm được form đề thì chúng ta sẽ khá là dễ dàng để biết là học như thế nào để đạt được thành tích cao trong kỳ thi này. is nhé, đó là à, một cái lộ trình và những cái chú ý cần thiết Nếu mà chúng ta muốn đỗ kỳ thi GPT N3, N2, N1 trong tháng 7 lần này Thế và nếu các bạn cảm thấy video này có ích Hãy like và share để ủng hộ mình nhá Chắc chắn sẽ có nhiều video hay hơn cho các bạn Điều ạ, bye bye